Rồi rồi rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái team hệ bọ này. Với việc đối thủ đang mang theo Whimsicott cùng với lại con Typhlosion thì tôi biết là bên đó có ý đồ làm gì rồi đó. Chúng nó có thể dựng trời nắng rồi sử dụng con Typhlosion để chơi chiêu phun trào với chúng ta. Cho nên là tôi sẽ mang theo Vulpix với khả năng tạo trời mưa. Và Araquanid sẽ là Pokemon khắc chế như Pokemon hệ lửa. Mà cũng hơn là bên đó có con Ursaluna với lại con Ferrigraph. Có vẻ là chơi chiến thuật Trick Room luôn. Cho nên là nếu có Trick Room thì Araquanid vẫn có thể xử lý được. Rồi, bây giờ tôi không biết là con Whimsicott bên kia nó sẽ tạo Tailwind trước hay là tạo trời nắng trước. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ khống chế tốc độ của con Typhlosion trước để coi tình hình nữa. Còn lại thì mình nhắm tất cả vào con Typhlosion coi. Rất có thể con Whimsicott bên kia có Encore. Nếu nó có Encore thì chắc chúng ta hơi mệt. Thật sự luôn. Nếu nó có Encore thì chúng ta hơi mệt. Tôi đoán là họ sẽ chơi gọi Sunny Day một lần, rồi Eruption một lần. Là bảo vệ luôn á. Họ đang bảo vệ con Typhlosion trong lượt này. Chắc là để kiểm tra coi bên chúng ta có chiêu gì. Tôi sẽ không để lộ bên mình có chiêu gọi mưa đâu. Ok, bên kia bảo vệ Typhlosion á. Chắc là để lượt sau tạo Tailwind à. Ủa mà dù sao con Typhlosion nó cũng nhanh hơn mình sẵn rồi mà ta. Chắc bên đó cũng đang gọi là kỹ lưỡng một chút. Chắc họ sẽ không ngờ. Tôi nghĩ là họ sẽ không ngờ chúng ta có chiêu gọi mưa. Chắc vậy. Nếu bên đó có Encore thì chắc chúng ta cũng mệt à. Tôi sợ con Whimsicott bên kia chơi Encore thì chiến thuật của chúng ta bị phá vỡ ấy. Sao vậy? Hồi hộp quá vậy. Ok, bên kia không có kill Encore. Bên kia có Tailwind à. Yeah. Thế là gọi trời mưa. Không ngờ chứ gì. Ui trời mưa mà nó cũng gây được hơn nửa cây máu cho con Vulpix. Tuyệt vời. Hên là bên đó không có Focus Sash. Xử được mối đe dọa với hệ bọ chúng ta. Và hình như nhớ team bên kia đâu còn con nào khắc chế hệ bọ đó đâu nhờ. Đúng không ta? Primarina, ok. Primarina trong trời mưa cũng mệt á. Đó, họ mang theo cỏ nước lửa để mà khắc chế hệ cho nó dễ. Whimsicott hệ cỏ nhưng mà tôi thấy con Whimsicott không có chiêu hệ cỏ nha. Ừ. Nếu mà họ mang Rillaboom nữa thì chắc cái đội hình này cũng khó đập đổ ấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ xử lý giờ hệ độc Poison Sharp thì có thể xử được Whimsicott và Primarina, nhưng tôi sẽ chọn xử con Whimsicott trước. Ui nó Encore. Ui hên quá, lúc nãy mà nó đọc được mình, nó chơi mình Encore là mình có vẻ thua rồi đó. Ui chà, Hyper Voice mà trong trời mưa nữa. Con Primarina này cần ngủ à. Con Primarina này cần ngủ nha. Ôi, nó có thêm Thought Spray nữa. Chết rồi. Tôi phải ngăn cản con Primarina nhanh nhất có thể. Không biết là con Vivillon nó đủ tốc độ nó ru ngủ con Primarina được sao không ta. Tại vì bên kia đang có Tailwind rồi. Nhưng mà thôi kệ đi. Dù sao con Vivillon nó cũng có Focus Sash mà. Giờ tôi xử con Whimsicott trước đã. Ui. Ghê, bên đó. Wow. Mà hơn là bên đó nhắm vào con Araquanid. Thấy sợ Araquanid rồi hả con? Vĩnh biệt mày. Ok, dù sao cũng ru ngủ được con Primarina rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ Ursuluna, ok. Ursuluna này theo hướng tốc độ chắc tôi xỉu quá. Có nhiều con Ursuluna theo hướng chơi sweeper tốc độ lắm nha. Cũng hơi xỉu đó. Nhưng tôi không biết là tôi nên xử lý con Primarina hay là tôi nên xử lý con Ursuluna ta. Một bài toán khó. Và bên đó là Terra rồi. Ok, họ Terra cho con Ursuluna. Và con Ursuluna có thể đánh trước tụi mình không ta? Đánh trước tụi mình không? Trời đừng đánh trước mà. Ok, bên đó đánh trước tụi mình. Há tốc độ bên mình chậm hơn mà. Rồi bây giờ cả hai bên chỉ còn hai Pokemon thôi. Làm gì đây? Ngủ đi mày. Mày quậy quá. Hên là bên đó không có nhắm vào con Vivillon nhỉ. Rồi bên mày hết Tailwind rồi, bên tao nhanh nhất. Tôi làm sao đây ta? Tôi phải, nếu mà tôi đợi kích hoạt một lượt của Flame Off á, thì rất có thể con Primarina nó sẽ tỉnh dậy và nó phang luôn chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ Terra cho con Heracross và tôi xử con Primarina liền ngay hợp tích. Kệ bà, nó khỏi cần đợi Flame Off kích hoạt làm gì hết. Ok, con Ursuluna nhanh hơn con Heracross á. Gì ghê vậy? Còn có một miếng. Xử Primarina liền. Trời ơi, đừng có đẻ trứng. What the hell? Nó còn có một miếng máu. Đừng có tỉnh mà. Ok, nó ngủ tiếp rồi. Hên quá. Chứ nó mà tỉnh thì tôi thấy hơi mệt rồi đó. Cho nên thấy hơi mệt cho cái đội hình của mình đó. Rồi, xử con Primarina đi. Còn con Ursuluna thì tôi xử Ursuluna sao? Có Ursuluna nhanh hơn mình á, thiệt luôn hả? Vì con này theo hướng tân tốc độ rồi hả? Oh my god. Đừng. Đừng có tỉnh nha, một trong hai đứa. Đừng có tỉnh. Ok. Con Primarina nó cứng dữ ha. Thiệt, con Primarina cứng thiệt. Tôi thấy chắc nó là con starter hệ nước mạnh nhất hiện tại rồi đó. Rồi hãy xem đây. Nhận lấy nè con. Rồi tuyệt vời. Hên quá, nếu mà con Primarina nó thức trong lượt đó thì nó có thể nó tiễn con Heracross của tôi xuống lỗ luôn. Sống không nổi. Rồi trận thứ hai, chúng ta sẽ bắt gặp một con Dragonite, ok. Rồi còn Acheludon nữa, cỡ cả hai con đều tổng chỉ số 600, xong rồi cộng thêm con Goldenko nữa ha. What the hell? Thắng nổi không trời? Thêm con Basculation nữa. Trong trời mưa thì con đó sát thương hơi bị khủng khiếp luôn á. Coi như là mình cố gắng vật vờ với cái đội hình bên kia đi. Chứ tôi thấy bên kia nhiều con cứng quá. Vô nè. Hết mấy con là khắc chế bên team mình đó chứ. Đây, ok, mới ra đó cho Acheludon đi chung với lại Goldengo rồi. Đội hình hệ thép hả mày? Tôi sẽ ru ngủ con Acheludon vì tôi biết rằng không thể nào ru ngủ được con Goldengo. Một trong hai đứa bay ngủ thì tao còn có lợi chứ. Còn lại thì chúng ta sẽ bảo vệ cho Heracross để kích hoạt Flame Up. Chắc binh đối thủ sẽ không ngờ là tôi có mang theo Knock Off. Để mà gặp những trường hợp mà gặp con Goldengo thì mình còn xử được. Yeah.
chính xác là chúng ta nhanh hơn chứ gì nữa. Shadow Ball? Ồ, tôi tưởng bên kia sẽ dùng chiêu Make Rain chứ. Chắc là họ muốn xử con Heracross nhanh nhất có thể. Ủa tại sao không xử luôn con Vivillon? Tôi nghĩ là tôi sẽ rút con Vivillon về để mau chóng gây sát thương cho con hai con này mới được. Rồi vô, knock off vô con Gorengo nè. Hy vọng là sẽ thành công trót lọt. Tôi không biết là con Vivillon có nên cho nó học chiêu Tailwind thay vì chiêu Rage Powder không ta? Shadow Ball, sống sống dùm. Ui da, hên á, thủ đặc biệt của con Heracross nó cũng cao. Tôi cũng lên theo mảng sinh lực chống chịu cho nó. Cho mày chết. Bất ngờ chứ con. Tôi đáng ra tôi sẽ Terra cho con Heracross hình hệ thường đó. Nhưng mà có điều là tôi rất là sợ con Achaludon thức dậy. Tôi sẽ để dành Terra hệ đất cho con Volcarona. Tính là vậy, không biết được không. Coi tình hình đó, con gì đây? Ok, Pelipper đã ra sân. Bên đó tạo trời mưa rồi. Nếu mà chúng ta... Ê, con Pelipper, tôi không biết là nó có nhanh hơn con Heracross không ta. Thật ra con Pelipper nó khắc chế cả hai con luôn ấy. Cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ bảo vệ cho con Volcarona nè. Xong rồi tôi có nên rút. Không biết con Pelipper nó sẽ dùng chiêu cuồng phong vô con nào, bảo vệ cũng không được. Tôi nghĩ tôi sẽ thay Araquanid ra. Xong rồi tôi sử dụng chiêu Terra hành hệ. Rồi Terra hệ thường đi. Xong rồi xử Pelipper ta. Ừ, tôi phải gọi là get rid of con Pelipper mới được. Loại bỏ con Pelipper ra trận này mới được. Nếu không là chúng ta chết. Không biết tốc độ của con Pelipper như thế nào. Rồi, xử con Pelipper. Ồ, hên quá. Con Pelipper nhắm chiêu Weather Ball vô con Volcarona. Ủa gì, tỉnh rồi hả? Oh my god, sao xui vậy? Chết rồi. Nó tỉnh rồi. Cũng không xui lắm nhưng mà chết rồi. Trời ơi, dính vô con Hera. Dính vô con Warokinix rồi, đau quá. Wow, nó có Focus Shot, mình không có chiêu ưu tiên nào hết. Mình không có một chiêu ưu tiên nào hết. Ui dồi ôi, chết rồi. Tôi sợ bên kia chiêu Hurricane. Vậy là... Ừ, tôi cứ nghĩ là bên kia sẽ đánh giá cao con Heracross. Nhưng không, bên kia xem con Volcarona là mối đe dọa nên nhắm hết vô con Volcarona thay vì con Heracross. Cũng khó dữ ha. Không, nhưng mà lúc nãy để con Volcarona mà Terra hệ đất cũng không được. Tại vì con Volcarona Terra hệ đất thì cũng sợ chiêu Weather Ball của con Pelipper thôi. Rồi bây giờ chúng ta phải xử thêm con Dragonite này nữa. Ok. Mặc dù có trời mưa nhưng mà không được. Con Dragonite này là đặc tính gì vậy? Inner Focus hay là Multi Scale vậy? Thôi tôi nghĩ tôi sẽ hy sinh con Rockinit ở đây vậy. Rồi tôi không biết là con Dragonite nó sẽ gọi là Extreme Speed cho con nào. Extreme Speed cho con nào thì mình cũng... Rồi xong.
Nó xử con heo ra khó hơn chúng ta rồi. Bà nội cha mày. Dragon Pulse luôn. Xong luôn. Ui da, con Pelipper trong trời mưa mạnh quá. Nó khắc đội hình mình quá. Xong giờ hết thế nào Terra được cho con Volcarona rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ ru ngủ con Acheludon. Rồi tôi sẽ Quiverdance ta. Quiverdance vô con Volcarona đi. Để tăng khả năng phòng thủ đi. Con Dragonite nếu mà nó đánh vô con Volcarona. Ok, họ rút con Volcarona. Họ rút con Dragonite về. Nếu mà nó đánh vô con Volcarona thì nó sẽ có khả năng bị khá nhiều tổn thương, nên chắc tôi nghĩ nó sẽ không đánh. Nó để dành cho con Pelipper đánh nhỉ. Rồi, ok, tôi Quiverdance. Chắc giờ chúng ta nhanh hơn con Pelipper rồi. Nhưng mà tôi vẫn không biết là con... Tôi khá là sợ. Tôi sợ một chuyện là chiêu Heat Wave sẽ bị trượt. Và nếu bị trượt thì chúng ta chết. Nên là tôi sẽ chiêu chơi Terra Blast vậy. Mấy chuyện này hay xui lắm, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ Heat Wave vô con... Không Heat Wave vô con hai con này đâu. Lỡ trượt con Pelipper thì sao? Quá xui luôn á. Cho nên tôi sẽ dùng chiêu Terra Blast. Xử con Pelipper cho bằng được mới được. Bởi vì nó có chiêu Hurricane. Rồi sao đây? Tính làm gì đây? Ok. Bye bye. Vĩnh biệt mày luôn. Với lại trời mưa cũng không xài Heat Wave được. Đợi hết mưa đã. Gì tỉnh rồi hả? Sao con nó tỉnh lẹ quá vậy? Trời đất ơi, su quá trời su. Rồi, tôi thấy không có thơm lắm rồi đó. Ui da, kèo này không thơm rồi. Hết mưa. Ui da. Tôi nghĩ con Dragonite nó sẽ Extreme Speed vô con Vivillon. Tôi sẽ Heat Wave hai con này. Mặc dù không nhiều sát thương lắm nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ làm được. Bên kia Terra. Ok, bên kia Terra hệ thường cho con. Ủa, hệ bay á. What the fuck. Ủa trời đất ơi. Đừng nói nó hệ bay xong mới Terra Blast vô mình nha. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Sao con Dragonite bên kia cứng quá vậy? Chết bà rồi. Ê, tôi tưởng nó... À, chết gì rồi em ơi. Ôi, tôi không lường trước được chuyện này luôn á. Nó thê ra hệ bay á. The hell. Oh my god. Nó thê ra hệ bay á. Không được rồi. Có như là mình xử con Dragonite một kiểu danh dự. Chết dinh còn hơn sống nhục. Cũng chữ được con Dragonite. Chứ chắc chắn là mình chết rồi đó. Trời ơi. Sao mà con Saludon nó có thể sống thích gì lẹ quá vậy. Nó mà ngủ thêm một lượt nữa thì nhiều khi mình còn có cơ hội thắng. Không đứng về phe mình rồi, thôi trận thứ ba đi. Oh my god, bên kia lại mang thêm. Ok, bên kia có. Có con gì? Bên kia có con Dragapult và con Golengo. Cùng với lại một con khắc tinh với tụi mình, đó chính là con Arcanine Hisui. Tôi nên làm gì ta? Tôi nghĩ là bên
tôi sẽ đi cho con Vivillon đi chung với lại con Volcarona nè. Xong rồi Raquinit làm gì ta? Thật là khó nghĩ. Tôi sẽ... tôi không biết là tôi... bên kia có con Dragapult. Mà... nếu mà có con Dragapult á, thì chúng ta nên có một con dựng Tailwind đúng không? Hay là kiểm soát tốc độ thì tốt hơn đúng không? Heracross là để xử con Golden Goal nè. Còn... con tôi sẽ mang hai Vobis. Mặc dù mang hai con hỗ trợ luôn thì nó hơi... hơi rủi ro. Và chỉ có hai con để mà gây sát thương chính thì cũng hơi rủi ro một chút. Mang theo hai con hỗ trợ không thì tôi cũng biết là hơi rủi ro thiệt. Nhưng mà lỡ nó mang theo con Golden, con Dragapult thì mình vẫn còn có thể setup được Tailwind và kiểm soát tốc độ tốt hơn. Rồi ok, bên kia đã mang theo con một con Prankster Muckrow. Tôi sẽ ru ngủ con, tôi sẽ ru ngủ con Arcanine. Xong tôi sẽ bảo vệ bản thân, không Terra liền, để cho bên kia không biết là mình có Terra hay đất. Nào 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 nào, hy vọng là sẽ thành công nhá. Chắc con Muckrow kia tạo Tailwind quá chứ gì nữa. Muôn đời Rock Slide á. My god, sống giùm nha Vivillon. Không phải, không phải, chuyện nó sống là đương nhiên rồi, nhưng mà có điều là nó có bị flinch hay không? Nó bị flinch thì mình rồi, nó flinch. Đúng rồi. Luôn luôn có kịch bản xấu nhất nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bảo vệ con Vivillon lượt này, xong tôi sẽ Terra thành hệ đất. Không còn gì để sợ nữa. Terra hệ đất xong rồi xử con Arcanine. Nó da nó bị flinch. Có 30% thôi mà bị flinch. Thì đương nhiên là chiêu Rock Slide kiểm soát tốt mà. Giờ biết nói sao vậy? Rock Slide lần nữa. Ok, nó trúng con Volcarona mà. Con Volcarona bị flinch một cái. Ok, Volcarona tránh được. Ok, bên kia, bên kia nhắm hoàn toàn vào con Vivillon luôn. Tuyệt, sao tới giờ lại họ lại sợ con Vivillon? Hãy xem đây. Cái gì? Nó có Focus Shot á. Ôi, ôi, oh my god. Trời đất ơi. Sao tôi gặp toàn chơi lạ không vậy? Chết rồi, chết rồi. Bị hủy kế hoạch quá rồi. Chết rồi, bị hủy kế hoạch quá rồi. Nhưng sao đây? Tôi nhất định tôi sẽ hy sinh con Vivillon, hút chiêu về phía mình. Xong rồi xử cho bằng được con Arcanine mới được. Nó còn có một máu à. Tôi không nghĩ, có thể họ sẽ rút con Arcanine về. Nếu là tôi sẽ rút con Arcanine về. Và họ không rút à. Không sao, tôi giảm sát thương. Ô ô ô, bên kia không chơi Rock Slide nữa mà chơi Close Combat. Tuyệt. Vậy đi. Ok, foul play. Không sao. Hãy xem này. Mày đừng có, bà nội cha mày lì. Mày lì hả mày? Rồi. Rồi, bây giờ cả hai bên đều mất một con rồi. Tôi sẽ cho Heracross ra. Mặc dù cũng hơi rủi ro vì con Muckrow bên kia có thể, có thể con Muckrow bên kia học được chiêu, là chiêu gì? Chiêu Brave Bird. Tôi gặp rồi. Rồi con Muckrow bên kia học được chiêu Brave Bird, nó quét sạch hết team tôi luôn á. Chúng ta cũng bảo vệ con Procarona, rút con Procarona về đi. Bên kia hình như cũng sắp hết Tailwind rồi, bên kia sẽ tạo lại Tailwind. Bên mình cũng đâu có dựa, nên mình phải tạo lại Tailwind chứ. Ồ, con Samurott. Mốt tôi sẽ xây dựng đội hình hệ nước hoặc là hệ bóng tối của con Samurott. Tôi thấy con Samurott này mạnh á. In the way. Ok, bên bên kia nhất quyết là phải làm tê liệt chúng ta trước khi chúng ta kích hoạt.
Ôi da đau mày. Rồi nó quýnh đau quá vậy? Ừ đúng rồi, bên vợ nó có sharpness mà. Rồi, yên tâm không sợ bị làm tê liệt rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ brick break vô con Samurott nè. Khá là sợ con Macro nó sử dụng foul play. Nhưng mà tôi vẫn tin là con Macro bên kia sử dụng Tailwind. Tôi tin là con Macro bên kia xài Tailwind trước khi nó sử dụng foul play vô con Heracross. Tôi nghĩ là tôi không, nhưng mà lỡ con Macro bên kia xài Brave Bird rồi sao ta? Để đi. Nó xài Brave Bird thì thua đó, thiệt. Nó xài Brave Bird thì mình thua đó. Macro mà mày đừng xài Brave Bird. Oh yeah, bên kia tạo Tailwind, tuyệt. Mày thấy chưa? Mày thấy con đom đóm của tao khinh thường mày chưa? Ui da, trời đất ơi là trời. Không sao, tạo Tailwind mà cũng chu đích vô mặt người ta nữa. Rồi tao trả thù dân tộc mày nè. Tuyệt, bên kia mất hai con theo dạng tấn công rồi, còn con Macro theo dạng hỗ trợ thôi. Tôi vẫn chỉ sợ con Macro bên kia có Brave Bird. Pokerona của chúng ta hy vọng ok. Golden Go được. Pokerona xử được. Pokerona Heracross gì cũng xử được nó hết. Rồi bây giờ chúng ta, tôi nghĩ là tôi sẽ knock off cho con Golden Go nè, xong rồi tôi sẽ gọi là hit wave cho cả hai con nè. Cả hai bên đều Tailwind hết rồi. Làm gì đây? Làm gì đây? Ok, Golden Go thế ra hệ thượng. Trời đất ơi, sao tôi gặp nhiều tổ hợp lạ vậy? Ủa, nó không thế ra hay kiểu tôi biết rồi. Thunder Wave sao được nữa. Ui, con Macro nó chịu lòn cũng tốt quá nhờ. Trời đất ơi, nó đau dữ vậy. Ủa, mà nhớ ít ra thì hệ đất của con Volcarona cũng phải kháng được hệ của con. Trời đất ơi. À, nó cho spec. Hèn gì ngay cả thủ đặc biệt tốt như con Volcarona mà còn chịu không được. Con Golden Go sát thương nó lớn quá. Ui dồi ôi, giờ sao đây? Tôi sẽ bảo vệ con Heracross hay là tôi sẽ xử con tôi nghĩ một hit wave của con Volcarona nữa là xử được hai con này. Nếu mà con hit, hy vọng là nó không trượt. Đừng trượt Volcarona, đừng trượt. Có 90%. Yeah. Nổi lửa lắm anh yêu ơi. Ui chà, tuyệt. Volcarona quá đỉnh. Nhưng mà 90% tôi vẫn thấy những trường hợp mà cấp bách nhất là nó hay trượt. Nên cũng hơi sợ thiệt. Mà liều ăn nhiều đúng không? Rồi. Giờ chúng ta sẽ qua đến trận thứ tư luôn. Wow, gặp lại bạn cũ, và lại bạn cũ Indeedy cùng với lại Hatterene. Ủa, team này team Trick Room à? Có con Golem vùng Alola nữa. Con đó chắc xài chiêu Explosion quá. Nhưng mà tôi không nghĩ là họ sẽ mang con Golem đó theo. Mà tôi nghĩ họ sẽ mang Torkoal, Indeedy với lại Hatterene. Chắc vậy quá. Mình nói liều, không phải liều nữa. Chúng ta đã có lịch sử thua sắp mặt về hai con đó rồi. Vô là tôi nghĩ tôi hôm nay tôi sẽ phục thù cho bằng được cái team, cái con tổ hợp con đó mới được. Đó, cho nên là tôi sẽ mang theo Volcarona. Vivillon của tôi sẽ ru ngủ con Indeedy trước khi nó sẽ up Trick Room. Đấy. À, chiến thuật lý tưởng là vậy nha. Rồi bên kia, wow, bên kia chọn Indeedy đi chung với lại con Primarina. Ok, mình sẽ ngăn chặn nó sẽ up Trick Room bằng cách ru ngủ của Indeedy. Mày sẽ không tội nguyện đâu con à. Không bao giờ tụi bay tội nguyện được đâu.
Rồi, ok, tôi sẽ bảo vệ con Heracross. Như mọi khi thôi, Heracross là phải bảo vệ cho bằng được. Cái format này không có con Urshifu nên cũng không sợ. Urshifu nó quá lỗi game đi. Con đó là cái con mà nó lỗi game nhất mà tôi từng thấy luôn. À, bên kia bảo vệ luôn Primarina. Vẫn là để con Indeedee sẽ update room nhưng mà mày đâu có ngờ. Mày không ngờ tới chứ gì. Không thể nào mà đạp lên cái vết xe đổ lần hai được đâu con. Rồi lượt sau thì tôi nghĩ tôi sẽ ru ngủ luôn con Primarina. Xong rồi tôi sẽ Terra. Rồi tôi xử con Primarina. Tôi nghĩ tôi Terra hình thể thường xong rồi dùng chiêu Facade là chắc không thể nào mà con Primarina nó trụ được. Nó mà trụ được thì thôi, chịu luôn á. Lúc nãy là mình lúc nãy mình không hạ được con Primarina là tại vì mình chưa kích hoạt Flame Up. Bây giờ mình kích hoạt rồi. Hãy xem đây, trả thù dân tộc mày nữa nè. Yay, tuyệt. Sao mà mày chịu nổi. Bây giờ thì tôi có thể xử Indeedee trước khi nó kịp set. Ồ, hay quá ha. Nếu mà mình ru ngủ thất bại á là coi như cái team mình là đi ăn cám luôn cả đám luôn á. Bây giờ tôi sẽ ru ngủ con Toco lần nữa nè. Rồi sau đó tôi sẽ knock off con Indeedee. Tôi không biết là chiêu knock off này có xử được Indeedee không. Ồ, bảo vệ. Họ tin là con Indeedee sẽ thích trong lượt này. Tôi thì không tin điều đó đâu cưng. Tôi sẽ hạ nó trước khi nó có thể thức dậy. Nào, knock off một lần cho nó đi luôn nào. Ui trời ơi, nó còn sống hả? Còn sống thì đừng có tỉnh lại nha, tình tỉnh. Tôi sẽ ru ngủ thật còn lần nữa. Xong rồi knock off lại lần nữa con NGD nhỉ. Đúng không? Có thể con Toco nó sẽ sử dụng Eruption lên tụi mình nhưng mà không sao, tôi phải xử được con NGD trước. NGD tỉnh rồi. À, follow me, à không sao, được. Cảm ơn. Chắc là năm nó chịu hy sinh để mình để con Toco có thể xử hết hai đứa này, nhưng mà cưng à, anh đã Terra rồi, anh có thể chịu được. Hoặc là anh không thể nào chịu được. Tôi không biết là chịu Eruption công đầu ra nó làm sao. Ui da. Ui. Oh wow, Heracross chịu được hả? Đỉnh vậy Heracross. Ủa, nó cũng đâu, cũng không sao vậy cũng đỉnh. Trời ơi, tôi tưởng có Heracross chịu được chứ. Rồi, vậy tôi nghĩ tôi sẽ cho con Volcarona ra hết ta. Không, mình sẽ ra rồi, con Volcarona ra cũng chưa làm được gì hết. Cho con Raquinix ra đi. Để dù sao nó cũng xử được con Toco đi. Hatterene. Nào Hatterene. Con Hatterene, đừng có nói con Hatterene. Tôi nghi con Hatterene có thể sử dụng chiêu Trick Room lắm nha. Ok, tôi sẽ ru ngủ tôi sẽ ngăn con Hatterene sử dụng Trick Room lại. Ủa khoan, con Hatterene có Magic Bounce mà. My god, quên nữa. Chết rồi, quên nữa rồi. Chết rồi, đánh hồi lú rồi, quên rồi. Ủa, trên này cỏ. Chết rồi. Ok. Nghe ông đập lưng ông, nãy giờ ru ngủ người ta nhiều quá. Liquidation thôi, cấu được miếng máu nào cấu. Trời, cấu được có một miếng. Ok. À, mình nói con Vivillon là kẻ thù rồi. Trick Room thành công rồi. Dạ, đặc tính Magic Bounce mạnh quá. Ơ,
Ê, nhưng mà hơn hết môi trường tâm linh rồi, nó sẽ không chơi chiêu Expanding Force được nữa. Chiêu đó sẽ không quá đáng sợ nữa. Bây giờ tôi có phục Corona trong trời nắng thì chắc cũng được. Tôi sẽ hit wave nhờ. Sẽ hit wave. Con to còn mày không thể nào sống được đâu con. Leech Life. Để tôi xử con to còn cái đã. Earth Power. Hè hè. Ui mà nó đánh hơi được mùi nguy hiểm của con Volcarona. Sợ phải không con, nhưng mà đâu có dễ. Đó, cấu máu của con Toco nào. Trời ơi, thấy chưa. Con Toco nó né được. Không hiểu luôn, 90% mà cứ trượt hoài vậy. Cứ những lúc mà quan trọng là trượt. Cứ những lúc quan trọng là trượt. Bảo sao mà tôi không dám xài. Ok, tôi bảo vệ con Volcarona được này. Tôi đã biết bên đó sợ con Volcarona rồi, tôi nghĩ tôi sẽ câu được chiêu thức qua bên bển. Rồi tôi tận dụng tôi xử con Toco cái đã. Ok, bên kia chơi Eruption. Không sao, không là gì với Arachnid hết. Không là gì cả. Nếu mà không có môi trường tâm linh thì như đây sát thương không là gì cả. Ui, còn có một miếng nữa à. Con này, cái con nó lì thế nhỉ. Con nó lì thế. Rồi, ok, hết trời nắng. Bây giờ, bên đó chưa hết Trick Room nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là con Raquinix còn sống thì hai con này cũng không làm được gì hết. Con Raquinix của tôi phòng thủ đặc biệt cao mà. Ok, được, còn sống. Ồ, chà, Dazzling Gleam. Nhưng không sao hết. Tôi xử con... Thiệt chứ, còn con miếng máu à, hai con này thiệt. Miracle. Đứa nào đánh vô tao cuối cùng đứa đó thua. Cho tụi bay nếm mùi. Ê he he. Rồi, con Hatterene chết. Bye bye. Rồi đó. Rồi, hết Trick Room rồi nha con, tìm vĩnh biệt. Ok, bên bảo thủ bỏ cuộc rồi. Ôi, cái màn này mệt dữ ha. Nhức đầu quá. Và thế là đánh răng team hệ bỏ tuần này đã chấm dứt. Và tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cái team hệ mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng tuần sau.